Hậu ly hôn, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh chung tay tổ chức sinh nhật cho con gái. Dù đã chính thức công bố ly hôn, nhưng cả Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh đều vui vẻ hội ngộ cùng nhau để đem đến điều bất ngờ cho cô công chúa nhỏ tròn 6 tuổi. Phạm Quỳnh Anh cùng chồng cũ đến tận trường mới để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho con gái. Tại trường mới, Tuệ Lâm tỏ ra vô cùng hạnh phúc bên bố mẹ và bạn bè mới. Được biết với thành tích xuất sắc vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, bé Tuệ Lâm được đặt cách tuyển thẳng vào lớp 2 trong mùa tụ trường vừa qua. Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ, Tuệ Lâm không chỉ là một đứa bé lanh lợi giỏi giang mà còn rất ấm áp và luôn biết quan tâm đến những người trong gia đình. Sau những lùm xùm suốt thời gian vừa qua, đây là lần hiếm hoi cư dân mạng thấy được hình ảnh Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh xuất hiện bên cạnh nhau. Sinh nhật tròn 6 tuổi, cô con gái lớn của cặp đôi còn có sự hội tụ của các thành viên nội ngoại. Đối với một đứa trẻ, không gì hạnh phúc hơn việc được ở trong vòng tay của người thân, đặc biệt là cha mẹ. Hiểu được điều này, cả Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh đều gác lại mọi công việc và những ồn ào trong suốt những ngày qua để cùng nhau cho con gái một sinh nhật trọn vẹn nhất. Hành động và tình cảm đẹp của cặp đôi thực sự đáng được ngưỡng mộ. Cùng với những bức ảnh đoàn tụ này, Phạm Quỳnh Anh cũng trải lòng về con gái Tuệ Lâm. Mới ngày nào thôi, giờ đã lớn, đùng thế này rồi á. Giờ nói chuyện là phải bình đẳng rồi, nhưng vẫn mãi là em bé nhỏ xíu trong lòng tôi thôi. Không ngờ tôi có thể sinh ra hai cái cục này. Bản thân tôi tự hào và cảm thấy mình may mắn lắm. Nhất là khi chị hai đã lớn hiểu chuyện và luôn cho tôi thấy được sự mạnh mẽ, độc lập và vô cùng tế nhị. Biết rất nhiều, nhưng chưa từng hỏi câu nào khó trả lời. Tròn 6 tuổi trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình. Chúc người bạn nhỏ của tôi luôn xinh đẹp, học giỏi, mạnh khỏe. Dù cho có sự thay đổi nào, chắc chắn tình yêu dành cho chị hai của gia đình sẽ không hề giảm sút, thậm chí sẽ được yêu thương nhiều hơn. Happy birthday to you, my sweetie. Sau việc ngược đãi bản thân vì stress trầm cảm nặng, Hương Tràm tự bóc tay đến rỉ máu. Sống trong showbiz đầy thị phi bon chen, nhiều nghệ sĩ từng trải qua cảm giác u uất, stress mất ngủ đến mức hành hạ bản thân, thậm chí có lúc họ đã nghĩ tới cái chết. Hương Tràm mới đây trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay chạy chụa, da tay bong tróc cùng dòng trạng thái làm sao ngưng việc này lại hả Tràm, thu hút sự chú ý của dân mạng. Liên lạc phía Hương Tràm, đại diện nữ ca sĩ cho biết, thời gian gần đây cô liên tục rơi vào trạng thái stress căng thẳng đến mức ngủ. Mỗi lần như vậy, Hương Tràm đều tự mình bóc tay đến mức có lúc rỉ máu. Ekip của cô đã cảnh báo, nhưng tình trạng này liên tục lặp lại. Đó là lý do một trong vài sự kiện gần đây khi chụp ảnh. Giọng ca Em Gái Mưa đều khéo che đi đôi bàn tay của mình. Nhiều người lo lắng khi tình trạng này liên tục tái diễn, thậm chí mỗi lúc mỗi nặng hơn. Hình ảnh đôi bàn tay chạy chụa có lúc rỉ máu của Hương Tràm khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì Hương Tràm căng thẳng mất ngủ kéo dài. Cũng vì quá làm việc nên thời gian Hương Tràm dành cho bản thân không nhiều. Hương Tràm chia sẻ cô dành tới 70% thời gian cho công việc, thời gian cho bản thân chỉ có 10%. Cũng chính điều này khiến Hương Tràm từng lâm vào cảnh bị stress thường xuyên, có lúc cô lo lắng đến mức bị rụng tóc. Hương Giang, cách đây không lâu, Hoa hậu Hương Giang cũng từng nhớ lại khoảng thời gian cô bị stress, trầm cảm nặng cách đây 6 năm, với ký ức đáng sợ. Suốt 20 ngày không ngủ một tiếng nào, thường xuyên nghĩ tới cái chết. Trên trang cá nhân cô cho biết, đó là khoảng thời gian cô vừa mới thực hiện xong phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan. Lẽ ra cô cảm nhận đó là hạnh phúc, thì ngược lại cô gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Rất may nhờ có chị gái luôn ở bên, Hương Giang đã có thể vượt qua khoảng thời gian đầy ám ảnh này. Đông đảo cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi Hương Giang lần đầu kể lại việc từng mắc bệnh trầm cảm. Mình cố gắng nghĩ về tương lai tốt đẹp, nhưng không thể, những miền ký ức buồn cứ hiện lên trong đầu, làm tinh thần và sức khỏe kiệt quệ. Có âm thanh trong tai thường xuyên vang lên như kiểu, hãy kết thúc những chuyện này, muốn chấm dứt tất cả sự mệt mỏi ấy sớm nhất, Hương Giang Idol chia sẻ. Đặng Thu Thảo, được biết đến với hình ảnh người đẹp có cuộc sống viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc riêng tư, ít ai ngờ Đặng Thu Thảo từng có khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh trầm cảm. Năm 2012, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo liền một lúc đối mặt với hàng loạt scandal về học vấn và gia đình. Thời điểm ấy, nhan sắc của cô không được dư luận đánh giá cao. Nhiều người cho rằng Thu Thảo chỉ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, chứ không thực sự ấn tượng, yếu tố một hoa hậu cần có. Xuất thân là một cô gái hiền lành chất phác của một miền đất miền Tây. Việc đột nhiên bị cuốn vào thị phi của giải trí quả thật quá sốc. Đối với sức chịu nựng của Đặng Thu Thảo, có lúc tôi trầm cảm nặng nề,
chỉ nằm một chỗ và không muốn nghĩ về điều gì nữa. Nhưng khi đọc được lời động viên chia sẻ của một số anh chị nhà báo, của khán giả, tôi tiếp tục đứng dậy để chứng minh mình xứng đáng với sự tin yêu ấy, Hoa hậu chia sẻ. Thu Thảo từng chia sẻ, quả thật ngay sau khi giành ngôi vị Hoa hậu, tôi đã gặp quá nhiều điều, có điều đúng, có điều hoàn toàn do hiểu nhầm, những thông tin không được kiểm chứng từng làm tôi rất suy sụp. Văn Mai Hương, năm 2015, Văn Mai Hương từng phải hủy show Tôi Tỏa Sáng vì căn bệnh trầm cảm. Quản lý của cô cho biết, nữ ca sĩ bị trầm cảm vì gặp rắc rối trong công việc. Cô đang có những bất đồng với công ty quản lý. Giọng ca Nếu Như Anh Đến cho rằng mình bị áp đặt mọi thứ. Hiện tại cô ấy không hát được vì tinh thần xuống dốc trầm trọng, quản lý Văn Mai Hương nói. Với việc hủy hàng loạt show diễn vì trầm cảm, Văn Mai Hương phải đền bù hợp đồng. Cô gặp thiệt hại khá nhiều về tiền bạc và hình ảnh. Không chỉ có live show Tôi Tỏa Sáng, thời gian bị trầm cảm Văn Mai Hương cũng hủy. Khoảng 20 show diễn khác đã ký hợp đồng trong tháng 3 vì sức khỏe không cho phép. Theo người nhà nữ ca sĩ, Văn Mai Hương bị chứng trầm cảm kéo dài. Niềm vui duy nhất của cô là chơi với chú chó nhỏ hàng ngày. Hoài Linh, công việc căng thẳng phải nuôi dưỡng cảm xúc của nhiều trạng thái tâm lý nhân vật khác nhau. Các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp phức tạp. Lại phải đối mặt với những lời khen chê thị phi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến Hoài Linh từng có giai đoạn bị trầm cảm nặng. Khi còn nhỏ, Nam Danh Hài thường tìm tới mẹ để tâm sự, nhưng nay mẹ đã già, anh không còn có thể tâm sự với mẹ nữa. Mọi chuyện cứ thế dồn nén mà không thể giải bày cùng ai, khiến nhiều lúc bế tắc, Hoài Linh đã nghĩ chuyện tự tử. Vì không có người giải bày, Hoài Linh từng rơi vào tình trạng bế tắc và nghĩ đến chuyện tự tử để kết thúc tất cả mọi thứ. Đã có giai đoạn Hoài Linh lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Nhưng anh cũng đã vượt qua tất cả để tiếp tục đam mê, bởi theo Hoài Linh, không bế tắc nào tồn tại mãi mãi, không bế tắc nào là không có cách giải quyết. Đan Trường là một ca sĩ V-pop đình đám của thập niên 90. Đan Trường được nhiều người hâm mộ bởi ngoại hình sáng, chất giọng trầm ấm. Anh sở hữu nhiều bản hit được yêu thích trải dài qua nhiều thế hệ, mà cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người tìm nghe lại. Ít ai biết rằng, thuở mới vào nghề, nam ca sĩ cũng từng rơi vào trạng thái trầm cảm và muốn tự sát sau khi dính phải những thị phi, soi mói, gán ghép vô tội vạ. Có những lúc tôi rơi vào tình trạng trầm cảm và rất nặng nề, không một ai chia sẻ. Nhiều lần tôi đã nghĩ tới cái chết, nhưng rồi tôi thấy mình thật hèn hạ với lối suy nghĩ đó, nên phải cố gắng đứng lên và tiếp tục bước tiếp, Đan Trường chia sẻ. Dùng hình ảnh đám cưới để quảng cáo cho Tiki, vợ chồng Trường Giang bị dân mạng kêu xàm. Một lần nữa, đám cưới của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương được công chúng chú ý khi xuất hiện trong một clip quảng cáo cho một trang bán hàng online. Đám cưới trên Tiki của Trường Giang Nhã Phương được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chuyện tình của Trường Giang Nhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận, đặc biệt là trong tháng 8 vừa qua, cả hai đã về chung một nhà bằng một đám cưới đẹp như cổ tích. Một cái kết khá viên mãn sau nhiều sóng gió của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt. Lợi dụng sức nóng của mình, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương đã tranh thủ quảng cáo cho Tiki bằng cách dựng lại hình ảnh đám cưới trên lễ đường. Clip được dàn dựng theo phong cách hài hước, vốn dĩ là thế mạnh của nam danh hài Trường Giang. Biểu cảm của Trường Giang và Nhã Phương trong clip quảng cáo khá hài, màn trình diễn ghi ám ảnh của danh hài Trường Giang. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại đánh giá màn quảng cáo này khá nhảm và xàm. Đặc biệt là giọng hát và điệu nhảy của Trường Giang khá ám ảnh. Một số nhận xét còn cho rằng thằng nghe Chi Bu hát còn hơn, ám ảnh hơn cả Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng từng bị ném đá một thời. Hầu hết comment đều nhận xét màn quảng cáo của cặp vợ chồng nam danh hài khá nhảm, không có gì đặc sắc. Sau bao ngày bị chỉ trích vì chảnh chọe, Hòa Minzy phải nhập viện để phẫu thuật gấp. Tức bực với lịch trình dày đặc suốt một tháng nay, Hòa Minzy không có thời gian để nghỉ dưỡng. Dù bệnh trở nặng, gần đây cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Phía ekip của Hòa Minzy gần đây đã cho biết cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Khổ thân Hòa, 10 giờ vào viện, 12 giờ lên bàn mổ, 5 tiếng sau mới tỉnh dậy. Còn chưa hết thuốc mê đã cầm điện thoại làm việc. Suốt những ngày bụng Hòa đau quặn thắt từng cơn, Hòa vẫn bay ra để làm MV, vẫn đi hàng diễn sát ngày ra MV. Có lẽ cuối cùng thì bao nhiêu áp lực thời gian qua đã đổ hết lên người Hòa, lên sức khỏe của Hòa rồi. 10 giờ sáng nó nhắn, em dậy rồi. Chẳng biết nói gì. Chỉ nhắn, chỉ số rồi bảo, bao áp lực những ngày qua tạm coi như được đền đáp chút rồi này. Dạ dày tiêu hóa của Hòa có vấn đề đã nhiều ngày,
cho tới ngày 30 tháng 10, tình trạng trở nên xấu hơn, được chẩn đoán bị viêm loét nặng, chảy máu dạ dày nên phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Tuy nhiên hiện tại, Hòa đã được xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Trước những thông tin về tình hình sức khỏe hiện nay của Hòa Minzy, rất nhiều fan đã bày tỏ sự lo lắng cho cô. Người hâm mộ của nữ ca sĩ để lại những bình luận, thể hiện sự thương xót, mong Hòa Minzy nhanh chóng bình phục. Thậm chí còn có fan bình luận, sức khỏe của Hòa là tài sản của fan, thay fan giữ gìn nhé. Phải nói năm 2018, Hòa Minzy liên tục dính nhiều phốt từ việc cãi lộn chợ búa với anti-fan trên mạng xã hội, cho đến những hành vi quá lố khi tham dự buổi trình diễn của nhóm nhạc BTS. Gần đây cô cũng bị chỉ trích có thái độ lạnh nhạt chảnh chọe, dù trưởng fandom của cô đang đứng chửi người hâm mộ khác một cách thô bạo. Hòa Minzy cũng vừa phát hành MV Rời Bỏ 2 vào ngày vừa qua. Thông tin cô nhập viện để phẫu thuật khiến nhiều người rất bất ngờ.